vâng xin được kính chào tổng thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của uh, Hành béo tv uh, xin được kính chúc cho quý ông bà cô bác anh chị quý vị và các bạn trong và ngoài nước uh, luôn có nhiều sức khỏe được bình an hạnh phúc và thành công trong cuộc sống như quý vị uh, thưa mọi người trong cái câu chuyện uh, tiếp theo uh, chúng ta lại tiếp tục nói về cái câu chuyện của uh, bác loan thưa quý vị uh, thực ra thì tại sao cái thời gian vừa qua mình cũng uh, ít khi đăng tải lên kênh khanh béo này vì uh, cũng có một số lý do thưa quý vị uh, có một vài trường hợp thì uh, cũng đã bình luận khiến cho khanh béo tv cũng rất là bực bội bởi vì uh, chúng ta thì ai cũng muốn uh, lấy lại cái công bằng lấy lại những cái gì mà bà loan đã mất mà lại mất trên cái chính uh, cái đôi tay của người con mình đây là một việc làm mà khiến cho cả cộng đồng mạng ai cũng cảm thấy bức xúc thưa quý vị. Cái thời gian này là một cái thời gian mà khán giả rất là đau đầu. Có rất là nhiều những cái vụ việc xảy ra. Ví dụ như là gia đình Bắc Loan hay là gia đình Châu Vũ trong cái thời gian vừa này vừa qua. Thưa quý vị, một vài người đã vào kênh của Khanh Béo TV cũng đã bình luận thật sự cảm giác Uh, như khanh béo tivi cảm giác rất là bực vì mình cũng chỉ muốn nói lên cái nỗi lòng muốn nói lên cái câu chuyện mà uh, tất cả bà con cô bác xa gần trong và ngoài nước mọi người bức xúc cũng như là khanh béo tivi bức xúc uh, chính vì người con của mình chính vì cái người mình sinh thành ra thì lại đi ngược lại với mình điều đó nó trái với luân thường đạo lý thưa quý vị nó trái với luân thường đạo lý nó không đúng mực thì cũng chỉ mong sao là như bác loan được sự ủng hộ của quý vị được sự uh, chia sẻ cũng như là động viên của tất cả mọi người trên cộng đồng mạng để cho bà vơi đi cái phần nào cái nỗi đáng cay này uh, như mình thì mình cũng rất là bức xúc mình là những cái người mà mình theo dõi câu chuyện uh, thật sự là rất là lâu ngày rồi và mình cũng mong sao những cái gì bà mất bà sẽ lấy lại được đó là một cái điều mong muốn của khanh béo tv cũng giống như toàn thể quý vị khán giả trong một ngoài nước nhưng mình nói lên cái ý kiến của mình mình được phép nói mình được phép nói nhưng có người lại vào người ta bảo uh, chúng mày im đi rồi chúng mày đừng lo chuyện bao đồng cuộc sống này phải có sự quan tâm cuộc sống này phải có sự chia sẻ phải có đúng có sai phải được phép bình luận được phép chia sẻ cái đó là cái tự do ngôn luận nhưng không được sai pháp luật là được chúng ta cái gì đúng thì chúng ta phải cho là đúng nó phải theo một cái khuôn mẫu nào đó chứ không thể sống bừa sống bãi nói đâu bậy bạ đâu nói đấy là không được thưa quý vị Bản thân như Khanh Béo TV, những người làm truyền thông Thì cũng chỉ mong sao Tất cả mọi người Sẽ luôn được bình an Cuộc sống sẽ được vui vẻ Những khi tuổi cao sức yếu Vậy mà bác Loan Là một người ngoài 70 tuổi Chính xác hơn bây giờ Người ta gọi là màn trời châu đất đó mọi người Rất là thương cái cảnh cho bà Sau những cái ngày uh, Nuôi con vất vả Ờ, từ cái lúc mà các con còn nhỏ cho đến khi các con trưởng thành đó lấy vợ gả chồng cho các con đã thành công đó là một người mẹ tuyệt vời thưa quý vị đó là một người mẹ quá tuyệt vời tại sao chúng ta không nghĩ tới cái ân đức đó tại sao chúng ta không nghĩ tới cái công lao ấy mà chúng ta lại đi ngược lại với mẹ thì đây là một cái việc làm bất hiếu không bao giờ xóa sạch được thưa quý vị dẫu biết rằng bà loan lấy lại đất hay không lấy lại cái việc đó đối với bà loan bây giờ nó trở thành một cái việc bình thường nhưng bà muốn lấy lại bởi vì bà rất là bức xúc bà rất là cay đắng bà tức là nhiều chứ không phải bà tham lam mọi người hiểu chưa chứ không phải bà loan là bà tham lam đâu mà bà ấy quá ức chế cho nên bà mới đòi lại miếng đất đó. Mình vẫn nói rất nhiều nếu mà tử tế hẳn hoi ngoan ngoãn hiền lành thì không ai, không người mẹ nào có thể làm như vậy với con mình được. Mọi người có hiểu ý khanh béo không ạ? Nếu ngoan hiền thì không ai người ta làm gì cả. Bây giờ ngoài 70 tuổi ở một cái nhà tranh vinh thật sự mà mình cảm thấy cũng rất là đau lòng thưa quý vị đến những người ngoài quý vị khán giả rất là nhiều có rất nhiều quý vị khán giả đã khóc đã khóc rất là nhiều cho nên là những cái câu chuyện xảy ra trong vài tháng gần đây nó không những ảnh hưởng rất là lớn thưa quý vị nó ảnh hưởng trên cộng đồng mạng này rất nhiều có quá nhiều những uh, người đã biết câu chuyện này vì đâu mà lại xảy ra cơ sự như vậy đó là vì lòng tham đó mọi người nó là vì lòng tham mình thì chỉ biết rằng là bà chuyển tên uh, chuyển nhượng cho cháu trai cháu nội thì cái việc đó là đương nhiên rồi bà có tuổi rồi thì bà cũng mong là như vậy chuyển cho các con các cháu rồi mình sẽ được hưởng phúc tuổi già nhưng đấy ở cái clip trước thì Khanh báo TV đã nói với quý vị rất nhiều ờ, sang tên cho xong xuôi đâu đó thì ở cùng các con rồi các con đã thống vụng nia thì 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 làm gì có ai người ta ở được mọi người nó thật sự không ai có thể ở được bởi vì bây huống chi là bà Loan bây giờ bà ấy tuy rằng cao tuổi nhưng bà rất là minh mẫn thì làm sao bà chịu được thì đương nhiên bà phải đòi lại mà đòi lại ở đây là đúng mình thì mình không biết là sau này nó sẽ thế nào bà có lấy lại được mảnh đất của mình hay không nhưng cái việc làm thất đức của chị lịch cái việc làm không tình người của bà lan nó để lại một cái tiếng tai không bao giờ rửa sạch được không bao giờ rửa sạch được cái cái nỗi nhục này thưa quý vị không có một cái người thông gia nào mà lại 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 nhẫn tâm như vậy cả nếu thấy con gái như vậy thì về còn phải răn đe còn phải dạy bảo lại đừng làm cái việc như vậy nó thất đức mọi người có thấy đúng không ạ những cái việc mà đến cả thông gia còn còn uh, đứng tên đất của của bên thông gia thì mình cũng cảm giác là nó quá sợ con người nó quá nham hiểm cái uh, mấy ngày gần đây thì mình cũng rất là ít đăng tải vì uh, cũng có rất là nhiều những cái người uh, có những câu nói nó không hay mình cũng cảm giác rất là buồn vì mình cũng chỉ muốn là cùng với tất cả quý vị khán giả đó cùng với tất cả quý vị khán giả lên tiếng tiếp tục đồng hành với bà loan để mà có một cái phương án nào đó uh, cho nó đẹp đó mọi người nhưng mà mình cũng không nghĩ là để có người vẫn vào nói mình như vậy mình cũng cảm thấy rất là bực bội uh, đến các quý vị khán giả rất là nhiều tuổi uh, còn khóc lóc còn điện cho mình nói chuyện mình cảm thấy rất là xúc động cái chuyện đó phải nói là cộng đồng mạng thật sự là rất là thương cho bác Loan một con người chất phác thật thà hiền lành chồng thì đi bộ đội vợ thì sung phong cống hiến cho nhà nước hàng những cái năm chiến tranh đó mọi người quả là những cái người kiên cường nhưng bây giờ các bác ấy vẫn trụ được thì như chồng của bác Loan thì nó thật với quý vị là uh, chồng của bác Loan này thì vẫn vẫn tầm trạc tuổi bố đó, bố của khanh béo đây bố mình cũng đi chống mỹ mà thì cho mình cũng hiểu những cái người đi lính về người, ta, người ta cuộc sống rất vất vả như bố đẻ của khanh béo đây là đi lính chống mỹ nhé mọi người đó, đi chống mỹ thì đi từ năm 66 cơ đó đi mất 10 năm 7, sáu mới về cuộc sống rất là vất vả nhưng rất tiếc là bố mình đã mất được 12 năm thì uh, những cái người người ta thiệt thòi rất là nhiều cho nên bây giờ thì đừng bao giờ phụ bạc với những cái người mà người ta có công với cách mạng uh, tuy rằng miếng đất đối với bà loan nó là cả một tài sản uh, hiện tại thì nó rơi vào vài ba tỷ thế nhưng không phải vì nhiều tiền mà bà đòi lại hay như nào vì những cái bức xúc vì những cái việc nhỏ nhặt trong nhà vì cái cách đối xử với mẹ nó không ra hồn gì, đâm ra là bà quá là bức xúc. cho nên mọi người rất là ủng hộ cho bác Loan. Con người của bác Loan là con người chất phát thật thà. Mọi người nhìn cũng có thể hiểu được bác Loan là một người thật thà, đúng không ạ? cho nên là cái âm mưu này thì mình mình cho rằng là mình nghĩ là nó là âm mưu đã chủ động và đã có. Uh, cái tư thế chuẩn bị đó đã có cái uh, âm mưu chuẩn bị trước để sau này uh, nhằm chiếm đoạt cái tài sản đó. Nếu phải tay mình thì nó khác mọi người, nhưng mà thật sự như bác Loan là một người có tuổi mà ở cái thời buổi bây giờ thì bà cũng không hiểu lắm về công nghệ cho nên nhiều cái nó cũng khó nói. Thế còn uh, Nói đến câu chuyện này thì quý vị khát, khán giả đương nhiên là ai cũng bức xúc 10 người phải có 9 người bức xúc Mà không những bức xúc mà còn rất là tức giận Cho nên là uh, Khanh Béo cũng bức xúc nhưng Mình lên tiếng cùng mọi người thì có người vào bình luận Nói này nói kia uh, Mình cũng cảm thấy rất là khó chịu quý vị uh, Khanh Béo Tuy vị cảm thấy rất là khó chịu Cho nên là cuộc sống thì uh, chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những bài học chúng ta cũng là lấy đây là một cái tấm gương để mà chúng ta uh, nhìn nhận sự việc để sau này chúng ta còn biết hướng và chuẩn bị cái tinh thần để mà sau này chúng ta có tuổi quý vị khi mà nuôi con thì chúng ta tất cả chúng ta dốc hết cho con bao nhiêu tiền của nuôi con mong cho các con được khỏe mạnh khôn lớn uh, sau đó thì các con nó lớn nó lấy vợ lấy chồng lấy được người con dâu tốt thì chúng ta được nhờ lấy phải người con dâu điêu xảo thì không bao giờ chúng ta được nhờ đâu quý vị chúng ta sống chúng ta phải biết đánh giá phải biết nhìn nhận con người cho nên là cái vụ việc của bác loan này nó là một vụ việc nó là điển hình nó rất là gian nan tới đây mà nếu như à, cái, cái vào cơ quan điều tra người ta vào cuộc mà người ta sẽ xử cái vụ này thì uh, chúng ta sẽ xem cái chiều hướng như thế nào còn bây giờ bảo bác loan có lấy được đất hay không cái điều đó rất khó nói thưa quý vị uh, tức là có rất là nhiều cái kênh uh, cũng làm về cái vấn đề truyền thông nhưng chúng ta những cái tiêu đề chúng ta ghi nó phải chính xác tâm sự thì phải ghi là tâm sự à. thế còn bác loan lấy được đất hay không lấy được thì hãng ghi là bà loan bất ngờ lấy lại được đất thì chúng ta phải ghi là chuẩn đằng này bà còn chưa có một cái uh, hành động mà chúng chưa có một cái động thái gì mới thì mà chúng ta bảo bà lấy lại được đất thì người xem người ta cũng rất là bức xúc mình cũng chỉ mong rằng các quý vị uh, luôn đồng hành cùng với khanh béo tv để chúng ta có thể nói chuyện và tâm sự cùng nhau cái thứ hai là để góp cái phần uh, tức là ủng hộ lớn mạnh cho bác Loan để cho bác có thể sớm lấy lại được cái ngôi nhà của mình đó quý vị thật sự mình cũng cảm thấy rất là khổ thân mình cũng thấy rất là thương hại cho 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 bác Loan đó quý vị bởi vì năm nay bà cũng đã bà cũng đã ngoài 70 tuổi rồi thật sự là cũng rất là khổ cuộc sống mà sao nó lại nhiều cái nó éo le đến như vậy ngoài 70 bây giờ lại trở lại một cái căn lèo như là những năm 20 tuổi thật sự rất bức xúc hay còn bác nào không xem hay là bác nào muốn xem thì không nói bác nào uh, không muốn xem thì các bác có thể lướt qua video này chứ đừng có buông những cái lời mà nó không hay để mà chúng ta được học hành đàng hoàng văn hóa chúng ta có đúng không thưa quý vị thì chúng ta ăn nói nó phải đàng hoàng lịch sự không hiểu thì phải hỏi uh, hiểu rồi thì chúng ta nói chuyện cùng nhau cho uh, cuộc sống này nó đỡ À, thêm đỡ phải sân si cuộc sống này sân si là chúng ta sẽ khổ ai mà sân si nhiều là người đó khổ nhiều đấy mọi người hãy bình thản chúng ta sống một cuộc sống hãy đồng hành tức là hãy ưng ý với những gì ta đã có Mình xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của khanh béo tv một lần nữa chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an trong cuộc sống hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo